Xã đó hả? Thằng gì? Tên gì? Thắng. Thắng? Ờ đúng rồi. Thắng sẽ hướng. Làm giờ lên phó chủ tịch rồi. Trời ơi, thằng nó lên dữ vậy. Hồi xưa tôi làm với nó luôn. Cái anh là gì? Lúc nó làm cục trưởng thuế á. Rồi qua bên nữ là ngon rồi làm bí thư thị trấn. Rồi lên quá hả? Thắng hồi nãy là trưởng ban nông nghiệp xã. Hồi đầu tiên nữa là du kích xã thôi. Rồi mới bạn đó. Rồi chủ tịch xã với ai vậy? Xã là Nhân. Nhân cũng ở phía bên mình con 5C phía trên đó. Cái đợt nhỏ sau này. Đợt nhỏ còn chưa bí thư hả? Bí thư là quán chuyển với mình đó. Chứ lúc bình thường này đâu có đâu nước. Là cánh đồng mà. Nước này mùa này đậu lục với mùa khác nó trong hả? Sông này là sông Hậu Giang, phải không? Tiền Giang hả? Tiền Giang, bên dưới ốc này, Hậu Giang. Nước hồ trên chạy xuống. Nó có vô vào sông Cửu Long. Cửu Long xuống đây Tiền Giang qua dưới ốc. Hậu Giang qua dưới ốc, Tiền Giang bên đây. Tháng này là đụng, có tháng con, tới mưa, tới Tết là tháng con. Đây, con đây, nãy nằm nãy không nãy giờ. Ủa, con mua. Đây, mua con ghé rồi. Giờ nằm nãy không? Hey.
cái gì chị? Lịch ha. Lịch. Cái này như cát luôn đó. Ờ. Chắc lấy đất rồi đó đó. Chắc nước rút rồi nè, người ta họ sợ đó. Nước cạn hết rồi. Không có đường đó nhưng mà họ làm đường là tốt ha. Đường Bà Đập hồi xưa bệnh viện thôi ha, có gì mà gọi lại ha. Mấy giờ ông thi vậy? Đó chiều nó mới thi giờ nó này trái quay mặt rồi. Dân của bà em thấy dân là của bà Thiều Hà. Chỗ
cũng gần nhà em hồi xưa đó. Bên thấy bên đây nước nó không có chảy, thành ra nó không lỡ, nó không chảy. Nước đây nó là nó chảy kinh khiếp lắm. Lạ hả? Lạ sao bên nước đây không có chảy. Rồi mưa cây cối xanh đẹp kìa hả? Thế tháng mình về tháng mùa xuân nó xanh nắng rồi nó cháy, tháng này về cây cối mùa xanh đẹp quá. Tháng Tết mình về Tết không rồi cũng về giờ này. Thấy chưa? Chưa không có hàng rào trước. Tới nè, tới nè. Tới nhà còn cây hơi lố rồi. Đâu, đâu. Khỏi nấu gì nghe. Khỏi nấu gì nghe, có mua đồ hết anh chị. Lên từ từ rút lên gì vậy? Tại sao không rút lên đi. Để lâu quá đắp cho nó én. Lấy cây gì cỏ lên cái. Ừ. Rồi. Lấy nhân ra mà mấy anh gì kìa cái bắt đầu nó cười. Chị là chị Nhật đó hả? Dạ. Dạ. Bị lâu quá lâu đánh rồi cái nó xét. Mở được không? Được không? Được. Rồi. Bị lâu lắm Tư. Tôi nghĩ là anh ơi, tôi nghĩ là bỏ chạy tổng cả năm công chút xíu còn phải đi chỗ khác nữa. Ra tôi nghĩ là đậu dưới này đi. Nó đậu chỗ kìa, chỗ kìa. Ghe là đẳng rồi xuống đây. Ừ. Hay là đậu đây nè, bên hông này nè. Đó. Chứ đậu đâu này mất công lắm. Mất công lắm. Nè chiến thôi xuống lấy đồ đó, có cái đồ nè, có đồ đây nè, nè cho đồ ăn nè, lấy đồ ăn nè, có khô nè, chị làm khô gì mà chị khô khô sao đâu ở đâu làm gói sao đâu nè, con này chị, cái này là từ heo quay quay còn nước chưa, chờ chút này, bánh hỏi đó, bánh hỏi rau với giá đó, rồi được hết rồi đó, rồi được rồi, cây để đó đi, cây để đó đi, để ra mà tiếp rồi, rồi nó có hứa gì đâu, để đó đi, để đây luôn, để đi, để đây luôn, không cái túi của em đem vô chứ để làm gì, tôi đi luôn, nhiều luôn đem, tôi muốn đi đem vô đó, đó mình về luôn á. Cứ để hôm nay với đem chẳng mình đi chợ. Anh đi quê lát cũng chở lại đây phải không? Không, thì đi vườn không có đỡ nữa. Đi luôn hả? Thì cứ để đây đi. Vô đi. Chiều mình đi ngoài đi luôn á. Ừ. Chiều nó về mà. Chiều về luôn á, đi ngoài thăm ngoại gì. Đó để làm gì, để lấy con pick up này hả? Muốn lấy vô rồi lấy. Thôi xách đồ vô đi chứ có mấy cái đồ cho. Đi phải cho nó cho thôi. Chú đi quả dạ, dạ chú ba ngon dạ dạ chưa gặp lại chú ba
Ờ đúng rồi, em biết mà. Cũng may á. Làm lúc đầu họ chửi mà luyện đá rồi luôn. Giờ có đêm thôi chứ làm hoài. Ờ đúng rồi. Ngay bây giờ. Ừ, cứ làm đi, làm giống như kia rồi khô chị nước đi. Cái này. Cái đó. Cái mang cầu. Cái ối. Xoài. Mấy này nó không có trái, anh phải ổi xong có trái hả? Có nhưng mà ăn được sâu quá sâu rồi. Sâu hả? Ừ, sâu. Ừ, có cái này đó, chơi cái này hồi đó thuộc của mình nhưng mà có cái à, có cái ngoài. Ừ. Cái là chẳng hạn để trống hường ở đây cái họ ừ. Ông gắt ông làm gì heo cái sổ tất cả chỗ này không có trồng được, anh đem cây với trồng nó nước mặn là của bên đây là của mình hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ nói cái họ nó cùng nè bên đây đó, bên đây á ừ. Kể như cái trồng heo này cũng của ông gắt ông trồng ông gắt à. Đây chỉ có một cái chứ. À, bây giờ bên kia nhìn thấy nhà ông cố bên kia đây hả? Cái mộ. À, mộ cố, mộ. Ừ. Đi cái nào anh? À, dưới sông dưới này nó chảy nước ít đâu chảy đâu, thành ra nó không có là lỡ, còn anh chảy quá rồi. Thì coi cây đầm ruộng nè. Dạ. Cây đầm ruộng nè. Lâu lắm mới thấy cây đầm ruộng như vậy đó. Hồi đó mình có cây đó. Ờ, cây, ờ đúng rồi. Cây nó lão dữ lắm á. Ừ. Chắc chua rồi. Thì nó giá nó có sụt xuống như là thứ ba không?
Rồi mày mày. Rồi đi coi bữa nay thứ mấy rồi? Thứ sáu. Thứ hai em vô hả? Mỗi lần cái nào đó? Đây, vô này cũng được sao? Hôm nay cũng được sao anh? Không, một rào, cắm cắm rào, rào rồi. Được rồi, được rồi. Đi coi chừng cái gì, đi qua này. Nhìn nhìn cái chuối nè. Nhìn chuối bước qua đây. Nè. Bây giờ để anh dòng lên chia chuyện vô. Đang đem ông vô á. Thôi được. Cái gì còn mấy dưới dưới này, dưới này là hay này trung cái gì tiên cái gì tiên của anh rồi hiếu tiên đứa con này hả? Dạ. Ờ, anh gái một đứa. Dạ một đứa. Ai đi? Xã coi. Xã. Ok. Chưa sao mà nhỏ chứ sao? Chơi nào? Nhưng mà họ đáng lắm. À đúng rồi. Không, ở chợ vậy chứ ở quê nó đâu có một trường gì, chỉ có cái hàng cái con đường ở dưới là nó trên đất mình xong rồi đó bắt làm tốn hết mấy triệu mà vừa như thế ra chỗ đó đó. Bây giờ cái khu là tương của mình đó, khu vực này. Đây là tổ tướng đâu? Nó nằm với sông nè bây giờ. Đó với ông kia dần. Nhà hồi đó còn đây đó. Còn đây đó. Như vậy còn đây là gì? Chỗ này là gì? Quận hả? Trương kêu quận. Em muốn nhà xây đó cái bằng cái gọi gì đó nói gì đó bà kè đó hả? Không lỗi nữa. Quận con nhà đá ông Hoành đâu hả? Nhà ông Hoành rồi không còn nữa, không còn nữa hả? Còn để cái kia ông kia đâu trước cái ông tư ông Hoành trước quận chứ. Nó sơn lại hả? Nó mua hả? Nó sử dụng hết. Ở bên kia lỡ nè. Đó bên kia. Ông Tống Phan Tống là tiêu hả? Phan Tống hình như còn một cái nhà nhưng cái cây chuối mà làm gì chứ. Không lỡ nữa. Đây là còn cái chùa ông ở đây chờ đây nè. Xây các chỗ nhà lồng chợ rồi.
được anh. Rồi, rồi ngoài bờ kè em có chụp được tấm nào không? Có. Vậy, vậy em đưa lên mạng 3 tấm. Cầu sắt, bờ kè với cái chợ này. Trong mấy tháng nay có làm cái gì cho nên trên xã nó làm cái nhất gì đó. Rồi thành ra nó cũng ít ở nhà nữa. Đi như vậy đây là con đi ở nhà rồi con ra đây hồi đủ mấy giờ. Thì con từ Sài Gòn đến đây khoảng 11 giờ trưa vậy. Vậy là con mới ở Sài Gòn mới về chiều nay. Không có, dạ mới về sáng nay rồi lên thăm mộ ba con. Rồi qua bên Sài Gòn này kia đó. Thì mới còn sau này ăn uống xong rồi xuống gì thăm gì đây. Như vậy là hai dì cảm ơn hai con có cái tình với ông bà. Thì giờ chót là dì nói cái gì nhắm mắt không để con cháu ở gần. Không có, không gì đâu dì ơi. Dạ. Dạ. Nè thì dì thì con nói cái gì á thì có con dì đừng có lo, nhưng mà dì đừng có buồn. Buồn nhiều, nó bệnh hoạn, nó sẽ bệnh hoạn. Thì đó con ơi, gì thấy gì cũng biết, đời sống của dì làm tròn bổn phận cho ông ngoại, bà ngoại rồi, thì đời của dì không nghĩ gì hết. Đầu tiên á, dì nói với Thí, chứ không nói với ai. Khi dì đi về đó là tự nói dì, làm gì định, nhưng mà đi về hai bên chưa biết cái lúc nào dì đi. Nhưng tôi, dì đó, dì nói trước. Dì về sớm đó. Dạ. Cái buồn của dì cái gì cho ông chủ nhà dạ, trên biết rồi bí, con dạ. Dâu lo cho nó đàng hoàng dạ. Là hai lần lo cho thằng lớn dạ. Nhưng mà lần chót thì dì cũng vô phước vậy thôi dạ. Thì dì thấy trước mắt dì cho ông chủ nhà biết dạ. Thì khi tôi đi ông không có quyền cấm dạ. Vậy rồi thì dạ. Lúc là cậu Bảy không biết cái khiến cái phần của cậu Bảy sao con ơi nó lo cho gì nó đặng đó nó nằm chơi dưng chứ mấy năm trước cái gì nó kêu gì đi này đi về dạ. Này gì làm bổn phận cho ta gì lãnh bà tôi ổng qua ổng lãnh bà tôi để nuôi hai đứa con trai là cháu cô thì mẹ nó sanh đẻ thì tôi nuôi bển chứ mà không biết á bà ổng qua bển ổng lãnh với bà tôi hai nhỏ thành ra gì phải làm tròn bổn phận cha mẹ định gì không thể đâu gì gì nói đây cũng như gì chối chứ mấy con biết đời của gì sao không được cũng được cho ba cha mẹ ông bà đàng hoàng danh dự trên đời thôi thì giờ này gì đã làm tròn bổn phận khi gì muốn ra đi không cho ai bên biết thì khi đi đó gì nói với ông chủ nhà tại con dâu lo đợt sau là nó vô tình yeah. Nội thấy cặp mắt nó dòm là dì biết rồi dì giao quyền của dì cho ông chủ nhà như vậy là rồi trách nhiệm này tôi giao cho ông khi tôi ra khỏi nhà ông không có quyền cản tôi rồi vậy là rồi dì lãnh làm tròn bổn phận cha mẹ định từ nhỏ tới lớn cũng lớn tuổi rồi tại cái phần của dì tội nghiệp vợ ông Bảy hồi đó nó đi coi cùng hồi lúc nó ở dưới ở chợ Cầu Bông đó bây giờ nó bệnh quá dì không có xuống thăm được dùng bảy không biết nó buồn gì chứ gì cũng biết nữa gia đình của nó vậy từ nào tới giờ nó đàng hoàng với ông bà cha mẹ với anh em đàng hoàng con nó cũng vậy nữa giờ này không biết nó nghĩ sao mà nó làm như vậy nó đem gì rồi cái nó tự nơi nó tự sát nó thì đời của nó con cậu Bảy thì gì còn đỡ con ơi đó gì cái số của gì không có mắc mà ở ai nhưng mà trời đã định vậy rồi phải chịu con ơi bây giờ dì cũng nhớ chị ba sanh mấy con ra cũng báo hiếu với ông bà cho cô bác đàng hoàng khi con lãnh bổn phận của con làm bổn phận mẹ con nói với con không có gì mẹ con ra kể cho con nghe, cho mời dì nghe mẹ con buồn ấy khi tôi chết tôi không gặp con tôi thì bần của dì con gặp con thì con là con thì cái bần của con nó cũng tròn với ông bà cha mẹ rồi tại bổn phận phải ở xa vậy thôi con ơi à, không gì đâu gì rồi bây giờ con về chơi chừng nào cũng Giờ còn ở năm khỏe không dạ, con cũng ở chỗ cũ ở Thanh Đa bị tai biến như là dạ, yếu vợ con tiệm thuốc tây con tiệm thuốc tây hai đứa hai cái rồi bây giờ ở hai nơi luôn
Đây nè con á, hai bên là nhà thằng này là con của cậu hai, bên dưới là nhà cậu hai, giờ con còn hai cô gái chưa có gia đình, cha mẹ thì qua đời. Bây giờ còn đây tổ chức gì mà cách đây cũng 9-10 bữa tao với anh đi công tác ở Long Thịnh. Con cậu bảy không nghe nghĩ sao? Cái giấc ngoài giờ lỡ quá lỡ. Giấc ngoài chỗ nhà Phúc á. À đúng rồi. Ừ. Khu bên đến với mình chỗ nhà anh Phúc với đằng người kia có hai chỗ lỡ mà lỡ y chang y ngay chỗ nhà anh Phúc. Sao chứ gì về tới giờ không có gặp con Nam thôi, bệnh yếu. Thì bên nội bên ngoại đàng hoàng thì con cháu phải giữ gìn cái danh dự từ trước tới giờ. Nhà đó đó là nhà ông cố của bên nội đó. Bây giờ ông Bảy Hường mấy đứa bay biết bây giờ trời đó, ơi không nói có chuyện đó, bây giờ không còn nữa. Nói chuyện chi mà cái việc mấy cái việc mà nó mấy này nó biết không mà cứ nói hoài. Mà chính nó thỉnh thoảng nó về chỗ này không gặp. Có mới có về chứ có đám giỗ mới về bởi vì có cái bà già với thằng lớn á. Thằng lớn nay đang học 12 nè. Còn đứa nhỏ là học lớp 10. Chào, chào với bộ chính chưa bao giờ gặp mặt nhau. Cậu nó học trò nó mấy chục năm rồi mà không gặp bộ chính bao giờ. Nó mới nghỉ hưu năm nay nè. Nghỉ hưu năm nay nhưng mà nè. Oh, Tantan Rock. Because this temple has been like 1,300 years, but we got Koreans like 600 years, about 600 years ago. So at the time when this building, this temple built, we didn't have a Korean. Oh. Oh, no Korean language at that yeah. time. So, so we had to use a Chinese. Oh. But anyway, at that time, China, Korea, Japan, we shared the cultures, language, everything. Mm-hmm. Oh. So that's why they got the Chinese character. Yongmin is a dragon, Boom is a palace. And it's high, it's a temple. Oh, dragon, temple. Have you tried kimchi? Yeah, yeah. This is a pleasure for the kimchi. Oh, just for to keep the kimchi? Because the normal freezer, you put the container like this way. But this one, you put the bottom. So kimchi needs like pressure. And then like a deep cold. That's why they have the special freezer for that. Yeah. It is just brand new. They have it for 3 weeks ago. So it's not finished yet. The new? Yeah, they need to paint. But they need like 1 more inch to do it. And then here, on the bottom, they have a hole. It's for the heating system called Ondo. Before we used to put like a flat stone on the bottom and then make a fire. And the flat stone keep the hot air to make your room warm. Okay. And then even in the summer, the stone always like cold. Yes, to make your room cooler. That's the. And this is a traditional kitchen. That's for the rice, and then small two for the rice, and the small for the like a soup. So the monk not eat meat, right? They don't. Yeah, yeah. Just like our monk. And the important kitchen for the mom. The wow.
the Buddha, they have a four different type of hand and position of hand. This one have like this. Someone like this. They have a different name for this. Yeah, yeah. Yeah, and this one is Mirupu. And it means they whoever come to him, they can be safe and no worries. Thôi thôi đừng có khí trong đó. Take shoes off first. Cuz after putting there, we need to put under the ground. Oh, under the ground to keep it cool. But now we don't have space. That's why we have a kimchi. Because kimchi have a in the winter. Is the time to you make kimchi. Yeah. Oh. Got the cabbage is good. Yes. So my friend told me that. So we prepare to make a kimchi for 1 year in the winter, right. And then put in this jar and underground for a year. But you know, as we live in apartment, don't have a space. Yeah. So people try to make a kimchi every few months. Or try to buy it. Yeah. But now we got freezer, so you can cook it for you can eat it for 1 year. You know what the kimchi, they have the medicinal benefit. So it could prevent the virus of cancer. Tasteless. More like simple in my the south of South Korea got more strong flavor. And spicy, huh? So more different city got different flavor. Yeah, kimchi, they got lots of garlic, so it's just good healthy food. Garlic and onion. Onion and spring onions and chili powder and chili. I know how to make. Yeah. Oh, good job. You should make it. I do at home. Once in a while I do. But I don't know why I cannot keep it for so long. It just like few weeks it get turned sour. What is the secret? Kimchi, they change the flavor every day. Đi qua kia đâu? Đi qua bên South Korea. Hả? Miền phía sau á. Phía sau của Seoul nha. Đi qua phía Southern.